Chào mừng quý vị đến với một điểm tin thời sự tuần qua của trang thông tin giáo phận Phúc Cường. Phát quà Tết cho các bệnh nhân nghèo tại phòng chẩn trị y học cổ truyền Hy vọng. Giáo xứ Cao Xá mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Giáo sứ Rạch Kiến thăm hỏi và tặng quà cho người nghèo vui Tết. Giáo xứ Tân Thông tổ chức chương trình văn nghệ mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Chương trình sinh hoạt ngoại khóa dành cho các em nghệ sĩ giáo xứ Bến Sáng. Mừng ngày quốc tế bệnh nhân tại trại phong Bến Sáng. Giáo xứ Búng cử hành thánh lễ Đức Mẹ lộ Đức và sức dầu bệnh nhân. Giáo xứ Cao Xá cử hành phụng vụ thứ tư lễ cho. Thứ tư lễ cho tại giáo xứ Búng. Thứ tư lễ cho tại giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường. Xuân yêu thương trên giáo xứ Bình Long. Ban bác ái giáo xứ dầu tiếng phát quà Tết cho người nghèo. Tin giáo xứ Búng, thánh lễ cầu cho ông bà cha mẹ. Giáo xứ Cao Xá mừng thánh lễ Tân Niên. Giáo xứ Bến Trường mừng thọ các cụ trong thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên mùng 2 Tết nơi giáo xứ cao xá. <laughs> Tin dòng phan sinh thừa sai đức mẹ, phát quà Tết cho các bệnh nhân nghèo tại phòng chứng trị y học cổ truyền hy vọng. Phòng chứng trị y học cổ truyền hy vọng trực thuộc dòng phan sinh thừa sai đức mẹ, tọa lạc tại số 86 đường 64 ấp dòng sau xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, cách nhà thờ Sơn Lộc 2.000m theo hướng đông. Mừng Tết Mậu Tuất, vào lúc 9 giờ sáng ngày 9 tháng 2 năm 2018, Sơ Anna Trần Thị Lý, trưởng phòng khám, đã quy tụ được 150 bệnh nhân nghèo trong vùng, 100% là người chưa công giáo, để có lời chúc và phát quà Tết cho họ. Có 150 phần quà đó là những thực phẩm thiết thực cho cuộc sống. Mỗi phần trị giá 400.000 đồng do bốn nhà tài trợ trong và ngoài nước gửi tặng. Sau hơn một giờ đầy ấp tiếng nói tiếng cười, 150 phần quà đã được trao đến tặng tay những bệnh nhân nghèo. Được biết, Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã hai lần đến thăm phòng khám và Đức cha đã ký tên vào sổ lưu niệm. Tin giáo xứ Cao Xá, giáo xứ Cao Xá mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Thứ sáu ngày 9 tháng 2, giáo xứ Cao Xá tổ chức thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức. Trong thánh lễ cũng có nghi thức sức dầu cho các bệnh nhân và những cụ già trong giáo xứ. Hiện diện trong thánh lễ có cha chánh xứ Vinh Sơn, cha chánh xứ Phú Ninh và quý cha trong tu xá Gia Thịnh. Sau bài chia sẻ, quý cha sức dầu thánh trên những bệnh nhân và quý cụ. Nhờ dầu thánh này có thể chữa lành một phần nào đó bệnh tật thân xác, nhưng trên hết là chữa lành bệnh tật của linh hồn. Thánh lễ hôm nay cũng là bổn mạng của ban chăm sóc bệnh nhân giáo xứ. Sau thánh lễ, ban chăm sóc bệnh nhân cũng gửi đến quý cụ trên 75 tuổi những phần quà. Đây cũng là những món quà chúc Tết của ban đến quý ông bà. Tin giáo xứ Rạch Kiến Giáo sứ Rạch Kiến thăm hỏi và tặng quà cho người nghèo vui Tết. Vào lúc 8 giờ sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 2 năm 2018, cha sở Ferro Trần Công Cảnh cùng hội đồng mục vụ giáo sứ Rạch Kiến lên đường đến thăm hỏi và tặng quà cho người nghèo neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ và có cả những lương dân sống rải rác trong các khu vực cùng vui vẻ đón Tết. Để có được những phần quà như thế, cha Ferro cùng ban hội đồng mục vụ giáo sứ đã kêu gọi sự đóng góp chia sẻ của bà con giáo dân trong ngoài giáo xứ và nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi người. Với khoảng hơn 40 phần quà đã được cha Phaero trao đến tận tay cho bà con, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, trong đó gồm có gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn, nước tương, mì gói và bao thư 200.000 đồng. Cha Phaero chia sẻ và động viên bà con, chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hồng ân Chúa cùng ước mong được sự đồng hành của Ngài với sự quan tâm và chia sẻ, để họ phần nào được vơi đi nỗi buồn, quên đi những điều bất hạnh trong cuộc sống. Tin Giáo sứ Tân Thông Giáo sứ Tân Thông tổ chức chương trình văn nghệ Mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Hòa trong không khí đón chào năm mới Xuân Mậu Tuất 2018, Tại khuôn viên giáo xứ Tân Thông đã diễn ra đêm hội chợ ẩm thực và chương trình văn nghệ mừng xuân với chủ đề Xuân yêu thương và phục vụ. Chương trình được diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 10 tháng 2 năm 2018. Sau thánh lễ ban chiều ngày thứ Bảy, các em thiếu nhi được Thầy Du Xe Thuận và Quý Sơ phát cho những phiếu ăn uống miễn phí để khuyến khích các em siêng năng tham dự thánh lễ. Lúc này các gian hàng đã lên đèn sáng và đã sẵn sàng phục vụ các em thiếu nhi trong giáo sứ trước, sau đó đến toàn thể giáo dân trong và ngoài giáo sứ. Chương trình văn nghệ mừng xuân mậu tuất với chủ đề Xuân yêu thương và phục vụ được bắt đầu lúc 19 giờ. Với những chiếc áo dài khăn đống cùng những màu sắc rực rỡ được khoác trên mình các em thiếu nhi đã làm cho chương trình thêm sôi động hơn. Các gian hàng ẩm thực cũng nhộn nhịp bán, Toàn thể giáo dân đều vui vẻ thưởng thức các món ăn và say mê xem văn nghệ tại sân nhà thờ Tân Thông. Chương trình kéo dài đến 20 giờ 45 phút, nhưng mọi người ai ai cũng đều say sưa ngồi xem cho đến hết chương trình. Kết thúc chương trình, mọi người ra về trong niềm vui. Tin giáo sứ Bến Sắn, Chương trình sinh hoạt ngoại khóa dành cho các em nghệ sĩ giáo sứ Bến Sáng Được sự yêu thương và cho phép của cha sở Đa Minh và cha phó Luciano đã trách thiếu nhi giáo sứ Bến Sáng Đoàn thiếu nhi đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa dành cho các em nghệ sĩ chuẩn bị lên khăn dự trưởng của giáo sứ Buổi sinh hoạt ngoại khóa được bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng ngày 11 tháng 2 năm 2018 tại khu vực Trại Phong, Bến Sắn, với sự tham gia của 43 em thuộc ngành nghĩa, đây cũng là dịp cho các em được vui chơi và thư giãn sau những ngày học hành căng thẳng. Đồng hành trong suốt buổi có cha Luciano và các anh chị em huynh trưởng đã hướng dẫn các em hiểu biết thêm về tinh thần trách nhiệm của người trưởng, đồng thời cũng giúp các em nắm vững hơn về những kỹ năng cần thiết mà một người trưởng cần phải có trong khi hoạt động trong đoàn thiếu nhi. Buổi hoạt động diễn ra rất vui tươi, các em với tinh thần học hỏi rất cao đã giúp cho buổi hoạt động thêm phần sôi nổi và đầy tình hiệp nhất. Ước mong sau buổi hoạt động này, các em sẽ có thêm lòng nhiệt thành, yêu mến để phục vụ trong tinh thần hiệp nhất, cộng tác với cha và các anh chị huynh trưởng, giúp đoàn thiếu nhi giáo xứ ngày càng phát triển hơn về đạo đức và lòng yêu mến Chúa. Tin giáo xứ Bến Sáng mừng ngày quốc tế bệnh nhân tại trại phong Bến Sáng vào lúc 16 giờ ngày 11 tháng 2 năm 2018. Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã dành sự ưu ái đến dân thánh lễ mừng ngày quốc tế bệnh nhân tại nguyện đường trại phong Bến Sắn. Đồng tế với đức cha Du Xe có cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung, chánh sứ Bến Sắn, và cha Luciano Nguyễn Thành Tiến, phó sứ Bến Sắn. Ngoài ra còn có cha Mike Hoàng Đô Đốc, bề trên giám tỉnh dòng thừa sai đức tin Việt Nam, và cha Du Xe Nguyễn Khắc Hoài, chánh sứ hội nghĩa tham dự thánh lễ có sự hiện diện của thân nhân, ân nhân, các bệnh nhân đang được điều trị tại đây và rất đông bà con giáo dân thuộc trong và ngoài khu vực trại phong có mặt từ rất sớm để chào đón đức cha juce trong bài giảng lễ khởi đi từ nội dung đoạn tin mừng của thánh lễ đức cha juce chia sẻ và đồng cảm với những bệnh nhân phong bị mọi người xa lánh vì cho là tội lỗi là ô uế nhưng chính nhờ vào lòng thương xót của chúa giêsu đã xóa tan những kỳ thị về căn bệnh này Nhờ đó những người phong cùi biết can đảm bước đến chạm vào Chúa Giêsu với lòng tin và niềm yêu mến. Phải thật mạnh mẽ lắm các bệnh nhân phong mới vác nổi thánh giá trong đời mình. Vì thế, con đường này sẽ dẫn các vị về nước Thiên Chúa các tuyệt vời nhất. Đức cha Du cũng đề cao tinh thần phục vụ vì Chúa mà quên thân mình của quý sơ Tu hội nữ tử bác ái Vinh Sơn cùng các anh chị em đang phục vụ tại nơi đây. Thánh lễ kết thúc vào lúc 18h30 trong niềm vui và bình an. Sau thánh lễ, Đức Cha Du Xe và Quý Cha ở lại dùng bữa cơm thân mật với các bệnh nhân và bà con giáo dân tại hội trường Trại Phong. Tin Giáo xứ Búng Giáo xứ Búng cử hành thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức và sức giàu bệnh nhân. Vào lúc 16 giờ 30 ngày 11 tháng 2 năm 2018, Khuôn viên Thánh Đường Búng đã có hàng ngàn người đến hang núi Đức Mẹ, lần chuỗi măng côi và tham dự Thánh lễ nhân kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra với Thánh nữ bệnh Nadec tại Lộ Đức, chữa lành bệnh nhân. Thánh lễ đồng tế hôm nay do cha sở Mikael Lê Văn Khâm, hai cha phó cùng giáo dân giáo sư Búng hiệp nguyện trong bầu không khí sốt sắng. Bài giảng của cha sở động lại trong tâm trí mọi người về hình ảnh Đức Mẹ đi dự tiệc cưới Cana. Tiệc cưới hết rượu. Mẹ Maria nói với Chúa Giêsu và sự nhẫn nại của mẹ chờ đợi phép lạ xảy ra. Chúa Giêsu đã hóa nước thành rượu và rượu rất ngon. Chúa Giêsu thực hành ý muốn của Chúa Cha, nhập thể để cứu chuộc loài người qua Thánh Thần. Và hôm nay mẹ đang lắng nghe lời khẩn khoản của các bệnh nhân và kêu cầu lòng Chúa thương xót chữa lành các bệnh nhân và một điều bất ngờ là bệnh nhân ở búng hôm nay quá đông. Mọi người đến đây với một lòng tin tưởng sẽ được mẹ chữa lành bệnh tật, phần hồn và phần xác. Sau khi hiệp lễ, cha Mikael làm phép hàng ngàn chai nước suối cho mọi người uống và đem về cho những ai không có điều kiện đến dự lễ hôm nay. Mặc cho xe cổ tấp nập ngoài kia báo tin Tết nguyên đáng sắp đến, mọi người vẫn bên mẹ chiều nay và ra về trong niềm tin. Thánh lễ kết thúc vào lúc 18 giờ 30 Giáo xứ Cao Xá Giáo xứ Cao Xá cử hành phụng vụ thứ tư lễ cho Vào ngày 14 tháng 2 năm 2018 Toàn thể giáo hội bước vào mùa chay thánh bằng thứ tư lễ cho Giáo xứ Cao Xá cũng long trọng bước vào thời gian thanh luyện này Cha Phó An nhắc nhở cộng đoàn Mùa chay là thời gian thanh luyện và nhìn lại chính mình Để xứng đáng đón mừng đại lễ phục sinh Và hôm nay thứ tư lễ cho cộng đoàn cùng ăn chay kiêng thịt để biểu lộ lòng ăn năn sám hối và tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Sau bài giảng, cha phó An làm phép cho. Tiếp đó, cộng đoàn xếp hàng lên lần lượt sức cho. Tin giáo xứ bún thứ tư lễ cho tại giáo xứ bún. Trong thứ tư lễ cho ngày 14 tháng 2 năm 2018, Giáo xứ Bún có bốn thánh lễ: 4h30, 6h, giờ, 17h30 giờ và 19h. Mỗi thánh lễ đều có sự hiện diện rất đông đảo của bà con giáo dân tham dự. Trong thánh lễ lúc 19h, qua câu tin mừng và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh, Cha Giuse Lê Anh Hùng đã khuyên mọi người hãy ăn chay kín đáo, đừng phô trương công đức, đừng đặt nặng việc khen chê. Bởi vì những việc mình làm, Thiên Chúa là đấng thấu suốt sẽ trả công cho từng người. Một hình ảnh thật ý nghĩa khi nhìn thấy các tòa cáo giải nơi giáo sư Búng, lúc nào cũng một hàng dài mút mắt người đến xưng tội, chắc hẳn rằng qua việc đền tội, hối nhân ra về trong an bình và tràn đầy ơn Chúa. Tin giáo xứ Chánh Tòa, thứ tư lễ trò tại giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường. Thứ tư lễ tro được cử hành trọng thể vào sáng ngày 14 tháng 2 năm 2018 do Đức Cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Cùng đồng tế là cha sở An Tôn Hà Văn Minh và quý cha phó trong giáo xứ chánh tòa cùng đông đảo cộng đoàn dân chúa. Đúng 5 giờ sáng, đoàn đồng tế bắt đầu tiến bước vào thánh đường. Đức cha Du Xe chia sẻ tâm tình ngày thứ tư lễ cho, ngày toàn thể giáo hội bước vào mùa chay thánh bắt đầu chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Ngài cũng chia sẻ cùng cộng đoàn ý nghĩa siêu nhiên của việc giữ chay kiêng thịt trong ngày thứ tư lễ cho. Người kia tô hữu giữ chay kiêng thịt không phải chỉ là một hành động tuân giữ lề luật của giáo hội, nhưng việc giữ chay hơn hết phải xuất phát từ tâm hồn, từ lòng yêu mến Chúa và sự cảm thông và chia sẻ đau khổ với tha nhân. Giữ chay bằng một tâm hồn rộng mở, bằng một trái tim yêu thương, biết chia sẻ và cảm thông với đau khổ của người xung quanh. Đức cha cũng nhắc nhở cộng đoàn chia sẻ bác ái bằng trái tim chân thành, bằng sự san sẻ từ tận tấm lòng. Hãy chia sẻ việc bác ái yêu thương nhiều nhất có thể, nhưng hãy thực hiện công việc yêu thương bằng trái tim ấm áp chân tình. Sau phần phụng vụ lời Chúa là nghi thức sức cho, nghi thức sức cho cũng là khởi đầu của mùa thống hối. Con người cần nhận ra thân phận yếu hèn tội lụy của mình. nài xin Chúa xót thương tha thứ, và thanh tẩy mọi tội lỗi vương mang trong cuộc sống thế trần hôm nay. Chiều cùng ngày vào lúc 18 giờ, thanh lễ thứ tư lễ cho được Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, cùng quý cha cử hành cắt trọng thể. Ngoài việc chia sẻ ý nghĩa thiêng liêng của ngày thứ tư thánh thiêng này và việc giữ chay để bước vào mùa chay, Đức cha Phêrô đã chia sẻ sứ điệp mùa chay 2018 của Đức giáo hoàng Francisco, mời gọi mọi người đừng để tình yêu trở nên nguội lạnh, và hãy dẫn thân sống trọn tinh thần mùa chay. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha An Tôn nhắc lại lời mời gọi cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Chánh Tòa, cộng tác vào công việc bác ái yêu thương theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, hãy tiếp tục lan tỏa ngọn lửa yêu thương đến tất cả mọi người. Tin giáo xứ Bình Long, xuân yêu thương trên giáo xứ Bình Long. Mừng xuân mậu tuất năm 2018 vừa qua, giáo sứ Bình Long đã tổ chức bữa tiệc thân mật cùng nhau chia sẻ niềm vui đón chào năm mới. Đây là dịp để tất cả bà con giáo dân trong giáo sứ Bình Long cùng với bà con lương dân trong khu vực có dịp giao lưu cùng nhau làm quen và chia sẻ cùng nhau trong tình thương mến thương. Đây cũng là mục đích và ý nghĩa của buổi tiệc tất niên được cha chánh xứ Du Xe Cao Đình Phương cùng ban mục vụ giáo sứ Bình Long tổ chức sau thánh lễ Chúa Nhật, đông đảo giáo dân trong giáo xứ và bà con lương dân trong khu vực đã được thân mời từ trước, quy tụ về giáo xứ Bình Long để cùng nhau chung chia niềm vui đón mừng năm mới, bước tiệc thật ấm áp và chen chứa ân tình. Hình ảnh cha chánh xứ giáo xứ Bình Long ân cần vui vẻ đón tiếp mọi người thật nồng hậu, thật gần gũi. Ngài tiến đến từng bàn tiệc, chào từng người tham dự bằng nụ cười thật hiền từ của người mục tử. Sau buổi cơm thân mật, mọi người được nhận phần quà Tết từ giáo sứ Bình Long. Từng gói quà được gói cẩn thận, trân trọng và được gửi đến bà con. Khoảng 500 phần quà được trao gửi đến bà con để cùng nhau mừng đón năm mới Mậu Tuất 2018 trong tình yêu của Thiên Chúa. Tin giáo sứ giàu tiếng, ban bác ái giáo sứ giàu tiếng phát quà Tết cho người nghèo, được sự quan tâm, khuyến khích và trợ giúp của linh mục chính xứ Du Xe Nguyễn Thái Nghĩ. Trong những tuần trước mùa chay, cha đã thông báo mọi người cùng làm bác ái dịp xuân mậu tuất để có những phần quà Tết cho các gia đình có cảnh đời thiếu may mắn, các cụ già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trong địa bàn mà giáo xứ đang quản lý, không phân biệt tôn giáo. Sau thánh lễ sáng thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2018, Tại trước khuôn viên nhà xứ, mọi tặng phẩm gồm gạo, dầu ăn, nước tương, bột ngọt, đường, bắn ngọt đã được các chị em Ban Caritas giáo sứ chuẩn bị cho bà con đến nhận tại nhà xứ và một số được chuyển lên xe thồ về các điểm vùng sâu, vùng xa như Than An, Định An, Định Hiệp và cho các người già khuyết tật không đi đến nhận được. Được biết năm nay Ban Caritas đã chuẩn bị 120 phần quà, mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng và số quà đó đã phát cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn không cùng tôn giáo. Đến 10 giờ, tại điểm giáo khu Than An, cha Giuse và một số anh chị em ban bác ái đã có mặt. Sau lời giới thiệu cha chánh xứ với mọi người của ông trưởng khu, cha Giuse đã có đôi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và chúc Tết đến mọi người. Cha cũng trao quà cho từng người mà theo danh sách được các vị trưởng trong giáo khu đề ra. Đến hơn 11 giờ, buổi phát quà kết thúc Mọi người ra về trong tâm tình biết ơn và đoàn kết yêu thương. Tin giáo xứ Bún, thánh lễ cầu cho ông bà cha mẹ mừng thọ những người cao niên tại giáo xứ Bún vào mùng 2 Tết. Sáng sớm thứ bảy ngày mùng 2 Tết, thánh đường giáo xứ Bún chật kín người và dù đứng bên ngoài nhưng mọi người rất sốt sắng tham dự thánh lễ cầu cho cha mẹ, ông bà, những người còn sống và những người đã qua đời. Thánh lễ đồng tế do cha sở Michael Lê Văn Khâm chủ tế, cha phó Giuse Lê Thanh Hùng, cha phê Rô Trần Thanh Tâm cùng đồng tế. Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn tín hữu dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện cầu cho ông bà cha mẹ. Sau phần hiệp lễ, cha sở Michael chúc thọ, đeo băng rôn cho các vị cao niên trên 90 tuổi và trao tặng các phần quà cho ông bà trên 80. Thánh lễ kết thúc vào lúc 7 giờ 10 phút. Cha sở mời gọi mọi người chụp ảnh lưu niệm và ra về với chiếc bông màu đỏ cài trên ngực áo. Tin giáo sứ cao xá Giáo sứ cao xá mừng thánh lễ tân niên. Ngày đầu năm mới, toàn thể cộng đoàn giáo sứ cao xá cùng nhau quy tụ trong ngôi thánh đường thân yêu để dân thánh lễ tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho mọi người một năm mới một năm nữa để yêu, một năm nữa để loan truyền tin mừng yêu thương của Chúa đến mọi người. Mọi thành phần dân Chúa có mặt đông đảo và từ rất sớm để dâng thanh lễ tạ ơn đầu năm này. Trước thanh lễ, ông trưởng hội đồng mục vụ giáo sứ thay mặt cộng đoàn gửi đến quý cha, quý tu sĩ lời chúc mừng trong ngày đầu năm mới. Cả cộng đoàn gói chọn tình yêu thương trong hai lãng hoa tươi thắm kính dâng cha chánh xứ và cha phó. Thánh lễ hôm nay có bầu không khí rất trang nghiêm. Những bài thánh vịnh, thánh ca do ca đoàn Cecilia ca tụng kỳ công và ơn lành của Thiên Chúa được thể hiện rất nhịp nhàng và hoàn tráng. Sau thánh lễ, cha chánh xứ cũng gửi đến toàn thể cộng đoàn giáo xứ lời chúc mừng năm mới trong Chúa Xuân. Mỗi gia đình trong giáo xứ cũng được nhận một lộc thánh để quyết tâm sống thánh trong cả năm nay, năm Mậu Tuất. Tin giáo xứ Bến Trường Giáo xứ Bến Trường mừng thọ các cụ trong thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Lúc 6 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 2 năm 2018, giáo xứ Bến Trường cử hành thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên. Đồng thời đây cũng là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, thảo kính đối với ông bà, cha mẹ qua việc mừng thọ cho quý cụ. Vì thế, thánh lễ này ngoài sự hiện diện của bà con giáo dân trong giáo xứ còn có đông đảo con cháu có ông bà, cha mẹ được giáo sứ mừng thọ trong thánh lễ hôm nay. Thánh lễ do cha quản sứ Giuse Maria Phạm Tường Thành chủ tế. Cha Giuse Maria nhắc nhở mỗi người phải nhớ, sống thì phải chết, chết thì phải lễ. Vậy mộng hai Tết, mọi người hãy nhớ về bổn phận hiếu thảo với các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Hãy chăm sóc, phụng dưỡng khi cha mẹ còn sống. Hãy dâng một nén hương, một lời nguyện cầu lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ đã qua đời. Để ngày xuân của mỗi người không chỉ là mùa xuân của ân nghĩa đối với nhau, mà còn là mùa xuân của lòng báo hiếu với người đã khuất. Sau phần phụng vụ thánh thể, cha quản xứ đã mừng thọ quý cụ và lì xì cho quý cụ trong năm mới. Sau đó, đại diện các cụ được chúc thọ đã có đôi lời cảm ơn cha quản xứ cùng quý dì và ban mục vụ giáo xứ đã tổ chức mừng thọ và cầu nguyện cho các cụ. Tin giáo xứ Cao Xá, thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên mùng 2 Tết nơi giáo xứ Cao Xá. Ngày mùng 2 Tết, cộng đoàn ba giáo xứ Cao Xá, Vinh Sơn, Thánh Tuân cùng nhau tụ họp nơi đất thánh liên xứ để dân thánh lễ cầu nguyện cho những bậc làm cha mẹ còn sống hay đã khuất. Thánh lễ được cử hành lúc 17 giờ nhưng từ rất sớm đã có nhiều người ra đất thánh chuẩn bị dâng thánh lễ cầu nguyện cho người thân. Hiện diện trong thánh lễ có cha chánh xứ cao xá, cha chánh xứ Vinh Sơn, cha phó cao xá, quý cha tu xá Gia Thịnh, quý cha Đồng Hương, quý cha Khách, quý sơ và đông đảo giáo dân của ba giáo xứ. Lòng hiếu và tình yêu thương bao trọn bầu không khí thánh lễ hôm nay. Tuy không nói ra, nhưng qua án mắt, hành động mà con cái dành cho cha mẹ đã khuất, đã thể hiện lòng thảo hiếu vốn có của người Việt Nam. Một điểm tin thời sự tuần qua của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.